Em tên là Nguyễn Thị Kim Trinh, nhưng ở nhà thì gọi em là Thảo. Khi ra ngoài đường thì bạn bè gọi em là Jenny. Em có ba tên là tại vì khi em sinh ra ở Sài Gòn, bà ngoại tưởng là ba mẹ chưa đặt tên cho em, thành thử và kêu em là Thảo. Khi em sang Mỹ năm 94 thì em lấy tên Jenny cho dễ đọc. Em năm nay 16 tuổi và em cho mọi người biết điều này vì em nghĩ em chưa có già. Sở thích của em là đi shopping, xài tiền và đi chơi với bạn. Người mà em quý nhất là ba của em và vật mà em quý nhất là điện thoại cầm tay của em. Em là hoa hậu Tacoma ở tiểu bang Washington. Ở nhà bố mẹ em gọi em là Nhung, ở trường thì gọi em là Tanya, bạn bè thường gọi em là Tina. Thành từ tên đầy đủ của em là Tina, Tanya, Lê Thị Hồng Nhung. Em sinh ra ở Hải Phòng và gia đình, ông bà, cô bác của em vẫn còn sống ở đấy. Nhưng em cũng thích đi các nước ngoại quốc khác vì em thích học hỏi về văn hóa. Em sợ nhất là ma và sau đó là bị mẹ mắng. Nhưng khi em rảnh rỗi, em thích vẽ tranh. Em vui nhất khi ăn buffet Giáng sinh với gia đình. Và em buồn nhất khi trời mưa. Finally, I want to wish you all the best and that you will enjoy the show. Và xin quý vị đồng nhiệt chào đón Hoa hậu Washington Kim Trinh và Hoa hậu Hồng Dung đến từ Toronto. Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị. Và Kim Trinh rất hân hạnh có mặt ngày hôm nay. Và Trịnh Hội rất cảm ơn em đã mặc áo rất rực rỡ hôm nay. Dạ, cảm ơn anh. Và chắc hai cô biết mình phải làm gì. Mời Kim Trinh. Đây là câu hỏi của Maya. Người đàn bà sợ nhất là thiếu con gì? Ai mới ý lộn. Người đàn bà sợ nhất là thiếu cái gì? Cũng may là cái gì chứ không phải con gì. Người đàn bà sợ nhất là thiếu cái gì và tại sao? Em thấy là người đàn bà sợ nhất là thiếu cái cell phone của mình. Cái cell phone. Và sợ nhất là thiếu cái điện thoại cầm tay. Dạ, Trịnh Hội xin dịch cho rõ. Dạ vâng, mời quý vị. Dạ vâng, và đây là câu hỏi của Gia Linh from Germany, từ Đức ha. Nếu chỉ được một điều ước thì bạn sẽ ước được gì nhất? One wish thì có nhiều điều. Có nhiều lắm hả? Dạ, cái này ta hỏi có một em ạ. Dạ vâng. Em wish là mong kiếm một người con trai mà rất chiều em. Em rất mong có kiếm một người con trai gì em? Chính anh nghe còn chưa rõ. Chiều chuộng em. À, chiều chuộng em. Ở đây có ai muốn chiều chuộng cô này không ạ? Dạ, xin mời anh ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả. Xin cảm ơn hai hoa hậu rất nhiều. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm có tên là Lỡ Hẹn, được trình bày qua giọng ca của một nam ca sĩ lần đầu tiên bước lên sân khấu của Asia. Đó là nam ca sĩ Tường Nguyên.